nguyên liệu của mình làm bánh cuốn thì mình sẽ có là 150 g bột năng, 50 g bột gạo, nấm mèo, cà gót, và mình sẽ có thêm là 300 g thịt xay. Thì bây giờ mình sẽ trộn bột ha. Cái bột này á, là cái bột năng này mình sẽ đổ vô một cái tô thiệt là to, và mình sẽ cho một xíu bột gạo vô. Nếu mà các bạn không cần cho bột gạo thì mình sẽ dùng bột năng không cũng được. Mình sẽ cho vô là mình sẽ trộn đều lên hết luôn. Cái phần bột này á, thì các bạn quậy phần nước vừa phải thôi. Các bạn đừng đổ lỏng quá mà cũng đừng đổ đặc quá. Thì cái lúc á, mình lên cái bánh á, đặc quá thì cái bánh nó sẽ dày và nó sẽ không có được ngon lắm. Còn mà lỏng quá thì cái bánh nó mỏng á, mình gấp ra nó cứ vuột ra hoài à, nó không có dính và nó gắt hết trơn à. À, mình sẽ cho một xíu muối vô, thì các bạn sẽ cho muối và dầu ăn với nước. Thì mình sẽ dùng là 200 ml nước, thì cũng tùy theo cái bột đó nha các bạn. Cái bột mới với bột cũ thì nó nở, cái độ nở nó khác nhau nha. Thì mình sẽ canh theo cái liều lượng của cái nước và cái bột của mình nữa, và mình sẽ nhìn sao thấy nó vừa được là ok rồi. Như thế này là được rồi nè. Chứ nhiều khi mình bỏ thêm cái bột, cái nước bột á, thì cũ mà mình bỏ cái nước ít thì cái bột nó không không nở được á. Hoặc là cái bột mới, nói chung là nó ngược lại đó, thì mình sẽ làm nó không có ngon cái bánh của mình. Lúc mình đem ra mình làm mình lên thì nó cứng hoặc là nó nhão á, không có ngon ha. Bây giờ mình sẽ cắt nấm mèo thì các bạn bằm nhuyễn ra cũng được, và cắt hạt lựu cũng được. Thì mình sẽ dùng hai tay nấm mèo thôi chứ không có dùng nhiều. Bánh này thì rất là dễ làm, do hôm nay mình mới mua cái khuôn á, mình làm thử. À, mình có cắt thêm cà gót vô nữa nè, rồi hành vô nữa. Bây giờ mình sẽ đem đi xào ha. Cái này thì rất là dễ làm mà nhanh lắm, ai cũng có thể làm được hết trơn á. Mình sẽ cho cái đầu hành vô, mình phi cho nó thơm lên. Các bạn không có đầu hành thì mình sẽ bỏ tỏi vô mình phi là ha. Rồi sau đó mình sẽ cho xíu hành lá vô nè, cho nó có cái màu xanh xanh đẹp đẹp ha. Nó thơm cực kỳ luôn á, mình bỏ vô gì nó thơm dữ lắm luôn. Còn nhà nào mà không ăn hành á thì mình có thể dùng hành ba rô cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái thịt xay vô, mình đảo cho thiệt là nhanh ha, để cái thịt của mình nó chín mà nó không có ra nước. Còn nếu mà các bạn làm chậm mà lâu á thì nó sẽ ra nước. Thì trong khi mình đảo cái gì nè, thì một lát nữa mình sẽ nêm thêm gia vị vô ha. Rồi nấm và cà gót mình cũng cho vô luôn. Thì các bạn xào chung như vậy nè. Lúc mà mình xào gần xong mà nhìn có màu xanh, màu vàng và cái màu nấm nâu nâu lên nữa, nhìn nó đẹp ơi là đẹp luôn. Còn nếu mà các bạn không có ăn cái cà gót thì mình không cần bỏ vô nha. Mình làm này cho con mình ăn cho nên mình thêm cái cà gót vô á. Với lại mình thấy cái nhân nó có nhiều màu cũng bắt mắt ghê á. Lúc mà mình cuốn lại mình thấy nó có đủ thứ màu trong đó hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm thêm gia vị ha, tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Đó, bây giờ mình không xào nhanh nữa, một xíu này nó sẽ ra nước nè. Do là mình bỏ cái củ ra nấm đầu vô á, nó sẽ ra nước. Thì bây giờ mình tắt bếp luôn nha các bạn. Rồi mình đảo nhanh thì mình sẽ tắt bếp, mình nhắc xuống nè. Các bạn nhìn thấy cái nhân của mình là thấy thèm chưa? Nếu mà các bạn nào muốn ăn thêm tiêu thì mình sẽ bỏ vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ pha thêm cái nước mắm luôn. Thì bên cái bếp kia thì mình đã bắt một cái nồi nước lên sẵn rồi. Để mình nấu á, cho cái nước nó sôi lên, mình cán bánh cho nó dễ. Thì bây giờ mình sẽ làm thêm nước mắm. Nước mắm ăn kèm thì rất là dễ làm luôn. Các bạn dùng một một hết cũng được. Ví dụ như các bạn dùng 3 muỗng nước mắm thì mình sẽ dùng 3 muỗng đường, 3 muỗng chanh. Và nước thì các bạn nhân đôi lên. Là như vậy là cái chén nước mắm mình nó có độ chua. Các bạn nào ăn bột ngọt thì nêm bột ngọt vô ha. Còn mình không ăn bột ngọt, mình không nêm bột ngọt vô. Rồi các bạn sẽ dùng 3 muỗng nước cốt chanh vô luôn nè. Rồi mình quậy đều lên. Và mình sẽ cho nước nóng vô. Thì nước nóng thì mình sẽ nhân đôi lên ha. Ví dụ như 3 muỗng nước mắm thì mình sẽ cho vô là 6 muỗng nước. Do mình gót ba ba như vậy, thật ra là nó đổ ra ngoài nữa là đủ 6 muỗng ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt vô. Ớt là do mình băm sẵn, mình để vô ngăn đá nó có cục gì nè. Rồi cái nồi nước của mình đã sôi rồi ha. Làm cái bánh này á hả, ban đầu mình cũng làm trật vuột lắm các bạn.
Thì bây giờ mình mới hơi quen quen một tí xíu nè, mình mới mua cái dụng cụ này về, hôm nay là ngày khui lò đầu tiên luôn á, mà làm nó hơi lộng cộng, nó chưa có nhuần nhuyễn lắm. Mình cũng bắt chước người ta mình làm. À, có cái mâm, cái đồ cuốn này các bạn nhìn thấy lạ không? Chắc lần sau mình sẽ làm nó đẹp hơn á, nên lần này thì làm nó hơi lộng cộng quá. Với lại ngay chỗ mà cái xịa này nè, à, mình kêu bằng cái xịa, ở ngoài Bắc kêu bằng cái rá, cái rổ đó, mình úp lại thì mình nhớ thoa một miếng dầu lên trên này ha, để cho lúc mình cuốn á nó sẽ không có bị dính vô, và lúc này nó còn rất là nóng luôn, mà mình cuốn qua đeo bao tay nha, không thôi nó nóng dữ lắm luôn á. Nãy giờ mình làm được mấy cuốn rồi nè, nhưng mà mình cuốn cái nào có nấy, cái nhân nó to đùng mà, à, nó không có nhỏ đâu. Nhà làm ăn á thì làm cho nó thoải mái một tí xíu, còn nếu làm bán thì các bạn sẽ làm cái giảm lại cái lượng. Và bây giờ mình sẽ cạo 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 xung quanh hai bên, ba bên, bốn bên, rồi đó mình sẽ gấp nó ra. Mà thật sự ra mấy cái này nè mình mới làm lần đầu tiên á, nó khó làm lắm, mà nó lộng cộng dữ lắm luôn. Lấy ra mà nó còn gớt lại miếng á, thấy không đó. Rồi như vậy là các bạn sẽ làm hết cái phần bọt đó cho mình ha. Cái giải này hả, nó mịn mịn làm sao các bạn, nhìn nó sướng lắm. Và sau đây cái bánh của mình đã xong rồi nè, còn bao nhiêu thì mình sẽ làm từ từ ăn sau. Mình sẽ cho thêm hành phi lên. Cái hành phi này thì mình dùng cái củ hành tím mà nó to, thì các bạn ra rửa xong rồi bào rồi xong mình gắt một xíu cái bột chiên giòn lên, rồi mình đem đi để cho nó rút với dầu lại, lát nữa mình chiên lại á, bắt đầu nó lên cái màu nó giòn là đẹp lắm, các bạn chiên vừa phải thôi. Và còn đây là giá, mình sẽ trụng sơ thôi nha các bạn, mình ăn cái này thì phải có giá và dưa leo nó mới ngon được. Và sau đây món ăn của mình đã xong rồi nè các bạn, mình đã kéo màn hình ra rộng ra cho các bạn xem, mà cái đèn nó chói quá. Cái chả lụa thì mình cũng tự làm luôn, nhưng mà cái này mình đã quay nhiều lần rồi đó, nên mình không có quay cái chả lụa lại lần nữa. Và sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn yêu thích kênh cô Hà Dĩ An, nhớ cho kênh một like, một đăng ký. Và nhớ ủng hộ kênh cô Hà Dĩ An để mình có động lực ra nhiều video mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye!